số tự đó cũng sao cũng được, 01 hay gì đó, như bấm số gì đó, bấm 01 nè, mẫu số 1 nè, nhìn tờ. Cái này là nén mẫu vuông là nó có sẵn rồi, bây giờ muốn bấm cái kích thước đó, kích thước đó là 34 hay 19 đúng không, mình bấm số 4 nè, nhìn tờ cái bắt đầu nhập cái diện tích của nó vô, 3419 341 341 thôi, 34.1. Rồi bấm enter. 19 làm tròn lên 34.2. 2 cũng được. Là nó ra 300 mấy rồi, mình delete nó một cái đi. Bấm số 2. 34.2. Enter. Mở một tua nè. Muốn nén là phải đóng cái này lại. Cái này là mở ra là nó ngưng. Đóng cái này lại là nó mở, đứng lại. Này là tốc độ nhanh chậm, qua là slow nữa không, slow fast là bắt đầu nó chạy nè, không gì nhẹ thôi đó, nó lên từ từ từ. Còn cái này là cái lực nén nó nè, khi nào mà thằng này đấy nó về âm nó không nén nữa, thằng này chạy về ngược về số âm á là mình xả này ra nó ngưng, bấm ring cái là hình cái giấy ra nó có là nó quả nén nữa. Chụp không? Nè để vậy nè, chụp tới chưa đâu. Để vậy.